Audio Jungle. Hi, xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, đến nay thì khu vực Bắc Vân Phong thu hút được 61 dự án, trong đó thì có 38 dự án đã đi vào hoạt động và 23 dự án đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 11.659 tỷ đồng, vốn thực hiện gần 2.000 tỷ đồng. Các dự án có quy mô lớn đang triển khai xây dựng như là Cảng Tổng hợp Bắc Vân Phong 417 tỷ đồng, khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang, bãi cát Thấm 3.742 tỷ đồng. Nhà máy điện mặt trời khu Vạn Ninh 2.489 tỷ đồng. Những dự án này đã đi vào hoạt động tại khu vực này chủ yếu là các dự án về du lịch, về sản xuất vật liệu xây dựng và nuôi trồng thủy sản với quy mô đầu tư không lớn, chủ yếu thu hút từ trước năm 2012. Ông Hoàng Đình Phi, trưởng ban quản lý khu kinh tế Vân Phong cho biết, hiện nay khu vực Bắc Vân Phong có một số dự án lớn đã được chấp nhận chủ trương thu hút đầu tư như là khu sản xuất công nghiệp tập trung Dốc Đá Trắng, tổng vốn 1.800 tỷ đồng, diện tích khoảng 288 hectare, khu công nghiệp Vạn Thắng, diện tích 144 hectare, vừa qua có 4 doanh nghiệp đề xuất, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Khu Phi Thế Quan có diện tích khoảng 920 hectare, đang thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở thu hút đầu tư. Ngoài ra, thời gian qua có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến sản xuất các cái dự án trong khu vực này. Tuy nhiên, thì do chủ trương xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nên nhiều dự án đang bị tạm dừng. Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành là thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong nên các cái đề xuất đầu tư sẽ dừng lại, chỉ xem xét sau khi quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và mới đây thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã hoàn chỉnh hợp đồng với các bên làm cái đơn vị lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong. Bên cạnh đó, Ban cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và tiếp theo đó thì sẽ là đẩy mạnh phát triển công nghiệp và kinh tế biển. Để khu kinh tế Vân Phong có thể nhanh chóng phát triển, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ủy quyền cho các ban quản lý các nhiệm vụ và quyền hạn theo như những cái nội dung được hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư, sớm để có cái kế hoạch vốn đầu tư để kịp triển khai các cái dự án cơ sở hạ tầng khu kinh tế Vân Phong trong kế hoạch trung hạn 2021 đến 2025, chỉ đạo Sở Tài chính sớm bố trí nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện cái việc cắm mốc ranh giới giữa khu công nghiệp công nghệ cao Vạn Thắng và lập quy hoạch chi tiết khu chức năng khác trong khu kinh tế. Bên cạnh đó, Ban kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét xử lý dứt điểm các cái dự án chậm tiến độ còn lại theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và đồng thời đề nghị là Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm chủ trì tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương và các đơn vị tư vấn để thống nhất cái phương thức là triển khai việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế Vân Phong nhằm đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và với cái nguy cơ mà thiếu cái nguồn lực trước khi mà khu kinh tế đồng loạt khởi động các dự án thì cái vấn đề mà giá đất đền bù hiện nay của nhà nước đang có cái sự chênh lệch so với giá thị trường dẫn đến là những cái khó khăn nhất định cho địa phương khi cần giải phóng mặt bằng để phục vụ cho các cái dự án lớn. Vì vậy nên Ủy ban Nhân dân huyện là đề nghị lãnh đạo tỉnh nghiên cứu là có cái giá đất hợp lý khi bị thu hồi. Và nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng và cơ chế để thu hút đầu tư vào khu vực Vân Phong thì ông Nguyễn Anh Tuấn là yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong phải khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong. Đối với các cái kiến nghị của Ban Quản lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cái chỉ đạo cụ thể và trong cái thời gian tới thì khi mà kiến nghị các cái vấn đề liên quan đến Vân Phong thì Ban Quản lý cần kèm luôn cái dự thảo tham mưu hướng giải quyết. Và về cái việc ủy quyền thì Ban Quản lý cần chủ động phối hợp
với địa phương. Đối với những cái dự án mà chậm tiến độ thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép là ban quản lý xử lý theo thẩm quyền, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo lại. Cho nên là riêng với cái nội dung ấy, mà liên quan đến ngân sách thì ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu là ban quản lý khu kinh tế Vân Phong rà soát và kiến nghị sớm, đồng thời thì giao cho cái Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư khẩn trương tham mưu về vấn đề này. Kết luận tại cái buổi làm việc thì ông Nguyễn khắc định yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban quản lý khu kinh tế Vân Phong đẩy nhanh cái tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong giai đoạn từ 2021 đến 2030 và lưu ý cái vấn đề mở rộng ra phía biển. Ở khu vực nào thì nhiều bãi bồi, nhiều bùn lầy thì có thể lấn biển để nghiên cứu lấn biển nhằm cái quỹ đất tăng lên và phát triển gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Đối với đề án cơ chế chính sách đặc thù cho khu kinh tế Vân Phong thì tỉnh sẽ đề xuất với chính phủ cho Vân Phong hưởng cái ưu đãi như các khu kinh tế ven biển như là Phú Quốc, Vân Đồn, Nhơn Hội và Dung Quất. Trong cái khoảng thời gian từ ngày 20 đến 20 tháng 2 đến mùng 10 tháng 3, tỉnh sẽ sắp xếp cái cuộc họp với tập đoàn Liên Thái Bình Dương và các đơn vị tư vấn để thống nhất cái phương thức triển khai xây dựng cơ chế đặc thù, quy hoạch lại khu kinh tế Vân Phong cũng như xây dựng lại cái chính sách phát triển. Và đối với những cái vấn đề còn lại thì Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cái cơ quan chức năng thực hiện khẩn trương và cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ du lịch biển chiếm cái tỷ trọng quá cao trong cơ cấu kinh tế nhưng mà dễ bị tác động. Và bên cạnh cái việc mà giữ vững phát triển du lịch, tỉnh phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng cái tỷ trọng công nghiệp cao hơn trong cái nền cơ cấu phát triển kinh tế bền vững. Trên đây là những cái thông tin mà Vân cùng với chúng ta phân tích về đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem trực tiếp video của Thanh Vân. Hãy giúp Vân là chia sẻ video tới nhiều người hơn nữa để giúp cho những người ngoài kia cập nhật những cái thông tin vô cùng giá trị cùng với chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người vào những video tới nhé. Xin chào.